Chúng tôi phải bằng mọi cách tìm ra sự thật trong vụ việc với Martin Zilla, không phải vì tiền mà đó là uy tín của Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức Phát biểu chiều 1 tháng 11. Ngày 31 tháng 10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm việc với các bên liên quan trong vụ kiện giữa Martin Zilla và Hoàng Anh Gia Lai. Cơ quan chức năng gặp Martin Zilla, nhà môi giới Việt Nam, lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai và nhiều nhân sự liên quan. Tuy nhiên, phía công an chưa có kết luận điều tra cuối cùng và chưa trả hồ sơ, đơn tố cáo của Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức nói tiếp, việc thanh lý hợp đồng với Zilla đúng pháp luật, có đầy đủ văn bản và người làm chứng. Chúng tôi không bao giờ giật tiền của cầu thủ. 20.000 đô la Mỹ chỉ bằng một tháng lương của họ. Đây không phải cách sống của tôi, FIFA chưa hiểu vấn đề và ra phán quyết là việc của họ. Theo vị doanh nhân gốc Bình Định, ông chưa gặp trường hợp nào như Martin Zilla và Hoàng Anh Gia Lai chưa từng làm mất lòng ngôi sao nào thi đấu cho đội bóng. Do đó, ông quyết tâm tìm ra sự thật. Trước đó, FIFA ra án phạt cấm chuyển nhượng vô thời hạn đến khi Hoàng Anh Gia Lai thanh toán số tiền 29.000 đô la Mỹ cho Martin Zilla. Khoản phạt này được chính FIFA đưa ra sau khi nhận đơn kiện từ phía ngoại binh người Ghana. Anh thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2023 nhưng chỉ chơi được 3 vòng, không đạt yêu cầu chuyên môn cũng như gặp chấn thương và bị thanh lý hợp đồng. Ban đầu, hai bên thống nhất số tiền đền bù là 20.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc đi theo chiều hướng bất ngờ khi Zilla khẳng định chưa nhận được bất kỳ đồng nào từ đội bóng cũ. Anh cho biết rằng mình đã ký vào giấy đã nhận tiền nhưng cuối cùng chưa hề nhận được khoản tiền. Đó là lý do ngoại binh này khởi kiện đội bóng cũ. Thông tin về sự việc nói trên, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết, vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại văn phòng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai số 15 Trường Chinh, Pleiku, tỉnh Gia Lai, cầu thủ Martin Zilla và Hoàng Anh Gia Lai đã ký biên bản thanh lý hợp đồng lao động. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trả cho cầu thủ Martin Zilla số tiền 20.000 đô la Mỹ theo thỏa thuận. Cầu thủ Martin Zilla ký xác nhận đã nhận đủ tiền. Ngày 30 tháng 8 năm 2024, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận được quyết định của FIFA yêu cầu phải trả cho cầu thủ Martin Zilla số tiền 29.000 đô la Mỹ căn cứ vào đơn khiếu nại của cầu thủ Martin Zilla. Bầu Đức, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, khẳng định quyết tâm tìm ra sự thật trong vụ kiện giữa Hoàng Anh Gia Lai và Martin Zilla, cầu thủ người Ghana. Bầu Đức cho biết việc thanh lý hợp đồng với Zilla là đúng pháp luật, có đầy đủ văn bản và người làm chứng. Ông khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không bao giờ giật tiền của cầu thủ và 20.000 đô la Mỹ chỉ bằng một tháng lương của họ. Vụ việc đang được công an tỉnh Gia Lai điều tra, nhưng chưa có kết luận cuối cùng. Trước đó, FIFA đã ra án phạt cấm chuyển nhượng vô thời hạn đối với Hoàng Anh Gia Lai đến khi đội bóng này thanh toán 29.000 đô la Mỹ cho Zilla, sau khi nhận đơn kiện từ cầu thủ này. Zilla khẳng định chưa nhận được tiền thanh lý hợp đồng từ Hoàng Anh Gia Lai mặc dù đã ký xác nhận nhận tiền.